Xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại xin quay và review cái vườn rau mà bà con nông dân đã bán trong thời điểm của cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch. Thì rau đang bán với mức giá từ 5 đến 6 triệu đồng trên một sào bằng 360 m² của sào Bắc Bộ. Thời điểm này bà con làm cái rau đông dư, rau cải bẹ dưa đấy, thì đang cũng được giá cũng gọi là tạm ổn, có lời cao. Mô hình trồng rau này đang cho thu nhập từ 150 đến 160 triệu đồng trên một hecta. Với mức rau như này thì bà con làm kinh tế thì cũng có thu nhập cao. Trừ chi phí đi rồi thì thường lãi từ 3 triệu đến 3 triệu 500 nghìn đồng trên một sào. Vì năm nay thời điểm này giá phân cũng như giá thuốc sâu vẫn không giảm, vẫn đang có nhu cầu tăng, cho nên bà con cũng trừ chi phí đi rồi thì chỉ được từ 3 đến 3,5 triệu đồng trên một sào. Như thời điểm này của năm ngoái thì giá rau cực sốt do thị trường của Hải Dương không có, cho nên như tầm này năm ngoái đang bán từ 9 đến 10 triệu, thậm chí có những thời điểm 14 triệu một sào rau đông dư, thì lúc đấy bà con thu lời trên 10 triệu đồng trên một đầu sào, tức là nó thu nhập đến lúc đấy thì thực ra cái giá rau nó không phải năm nào nó cũng được đắt như vậy. Thì qua cái clip này mình cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video clip tiếp theo.